Vừa rồi thì chúng tôi đã có một cuộc thảo luận cùng với ban giám khảo, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều. Và bây giờ thì chúng tôi đã cùng đưa ra được kết quả chính xác và công minh nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Và ngay sau đây thì tôi xin phép được đọc tên các thí sinh giành được giải trong buổi tối ngày hôm nay. Và trước khi đọc giải thì tôi muốn hỏi tất cả thí sinh một chút. Các thí sinh, ai trong số các thí sinh đang ngồi đây mong muốn mình giành được giải thưởng trong ngày hôm nay ạ? Ai không ạ? Rồi, nếu ai mong muốn mình giành được giải thì sau khi tôi hô thì hãy cùng giơ tay thật cao nhé. Ai mong muốn mình là người đạt giải thưởng trong buổi tối ngày hôm nay ạ? Rất nhiều những cánh tay giơ lên đúng không ạ? Và ngay bây giờ đây thì Huyền Trang xin phép được đọc tên, xưng tên những thí sinh đã giành được giải trong buổi tối ngày hôm nay. Và đầu tiên thì Huyền Trang xin phép được công bố giải khuyến khích của chúng ta. Sẽ có 10 giải khuyến khích dành cho 10 bạn nhỏ may mắn xuất sắc. Xin được chúc mừng bạn thí sinh đầu tiên mang mã số 03 Nguyễn Quỳnh Anh đến từ Hà Nội. Xin mời con sẽ cùng lên trên sân khấu. Và xin được chúc mừng thí sinh tiếp theo số báo danh 11 Nguyễn Việt Bảo Linh. Xin chúc mừng thí sinh mang số báo danh 13 Vũ Xuân Mai đến từ Hải Dương. Xin được chúc mừng thí sinh tiếp theo mang số báo danh 17 Hồ Trung Quân. Và thí sinh thứ 5 giành được giải khuyến khích của tôi trong ngày hôm nay, xin được chúc mừng thí sinh Vũ Minh Hòa đến từ Hà Nội. Thí sinh tiếp theo mang số báo danh 32 Vũ Đức Khoan đến từ Hà Nội. Và thí sinh mang số báo danh 37 Nghiêm Nhật Minh đến từ Hà Nội. Thí sinh mang số báo danh 43 Mai Xuân Phú đến từ Hà Nam. Thí sinh Đỗ Minh Quân đến từ Hà Nội. Và người giành được giải khuyến khích cuối cùng trong ngày hôm nay, xin được chúc mừng số báo danh 53 Trần Gia Tuệ. Vâng, và quý vị thân mến, ngay phía trên sân khấu chúng ta, các con hãy đứng dịch sang bên này một chút nào, chúng ta cùng đứng dần giữa sân khấu nhé. Quý vị hãy cùng ngắm nhìn lại một lần nữa 10 gương mặt xuất sắc giành được giải khuyến khích chúng ta trong ngày hôm nay. Và chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng cho 10 thí sinh nhé. Vâng, và đã mất khá nhiều thời gian luyện tập và các bạn ngày hôm nay đã có cơ hội trình diễn. Sau đây thì Huyền Trang xin phép được mời ban giám khảo bà Đinh Thị Kim Cúc sẽ cùng lên trên sân khấu để có những phần quà, những thứ chỉ gửi tặng cho tất cả các bạn nhỏ trong ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời bà. Vâng, ở đây có lẽ là những thành quả mà các bạn nhỏ chúng ta đã cùng gặt hái được trong suốt thời gian vừa rồi, đã luyện tập rất là chăm chỉ. Đến ngày hôm nay chúng ta đã có được những thành công nhất định. Và xin chúc mừng cho tất cả 10 bạn thí sinh đã giành được giải khuyến khích trong ngày hôm nay. Thank you.
trân trọng kính mời ông Phạm Văn Thường sẽ cùng lên trên sân khấu để kiểm tra những phần quà đến từ trung tâm Moza cho ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Cùng quay trở lại và chương trình lưu niệm cùng với bà Đinh Thị Kim Cúc cùng 10 thí sinh đã giành được giải khuyến khích trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn bà Đinh Thị Cúc và xin được chúc mừng 10 thí sinh. Bây giờ chúng ta có thể quay trở lại chỗ ngồi để cùng chờ đón xem những thí sinh tiếp theo, những thí sinh còn lại ai sẽ là người may mắn giành được giải ba trong ngày hôm nay ạ. Mến, vừa rồi chúng ta đã tìm ra được 10 vị chủ nhân giành được giải khuyến khích trong buổi chiều ngày hôm nay. Và ngay giờ đây Huyền Trang xin phép được công bố 6 thí sinh giành được giải 3 trong ngày hôm nay. Vâng, và trong khán đài chúng ta thì những thí sinh nào chúng ta hy vọng rằng mình sẽ là người giành được giải 3? Có ai không ạ? Chúng ta chỉ có 6 giải 3 thôi. Và không biết giải 3 sẽ thuộc về những thí sinh còn lại nào sau đây đi ạ. Huyền Trang xin phép được công bố. Xin chúc mừng thí sinh đầu tiên mang số báo danh 01 Nguyễn Diệu Anh đến từ Hà Nội. Vâng, và bạn Nguyễn Diệu Anh đã là người đầu tiên giành được giải 3 trong cuộc thi ngày hôm nay. Xin mời bạn Nguyễn Diệu Anh sẽ cùng lên trên sân khấu để nhận phần quà của mình. Và xin được chúc mừng thí sinh thứ hai của chúng ta trong ngày hôm nay đã may mắn là người tiếp theo giành được giải 3. Chúc mừng bạn Nguyễn Quỳnh Anh với số báo danh 02 đến từ Ninh Bình. Và thí sinh may mắn tiếp theo chúng tôi giành được giải 3 trong ngày hôm nay, xin được chúc mừng thí sinh có số báo danh 22 Nguyễn Thị Thanh Xuân đến từ Vinh. Vâng, và sân khấu chúng ta đã có 2 thí sinh giành được giải 3 rồi, chúng ta vẫn còn 3 cái tên chưa được sướng lên. Và cái tên thứ 3 giành được giải 3 trong ngày hôm nay, xin được chúc mừng thí sinh có số báo danh 25 Nguyễn Minh Châu. Bạn Nguyễn Minh Châu đến từ Hà Nội ạ. Và thí sinh thứ 5 cũng là người tiếp theo giành được giải 3 của chúng tôi trong ngày hôm nay. Và số báo danh của bạn có một con số 5 ạ. Còn những bạn nhỏ nào, thí sinh nào có số báo danh có số 5 không ạ? Rất nhiều những cánh tay giơ lên đúng không ạ? Vâng, và bây giờ Huyền Trang xin phép được công bố thí sinh tiếp theo giành được giải 3 trong ngày hôm nay. Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 35 Ngô Diệu Linh đến từ Hà Nội. Và bây giờ thì Huyền Trang xin phép được chúc mừng cho thí sinh tiếp theo trong ngày hôm nay có số báo danh 36 Hà Mai Linh đến từ Hà Nội. Và
một thí sinh cuối cùng nữa. Sẽ là người tiếp theo giành được giải 3 của chương trình chúng tôi trong ngày hôm nay. Xin được chúc mừng thí sinh có số báo danh 42 Phạm Thanh Phong đến từ Hải Dương. Vâng, và có lẽ là ngày hôm nay thì những phụ huynh chúng ta không giấu được những niềm vui cũng như là nỗi xúc động để có thể là cùng chia sẻ với các con của mình, đúng không ạ? Và bây giờ thì Huyền Trang xin phép được mời bạn Phạm Thanh Phong, con sẽ cùng lên trên sân khấu để cùng nhận giải 3 trong ngày hôm nay. Và ngay sau đây Huyền Trang xin trân trọng kính mời bà Đào Kim Cúc. Chúng ta xin mời bà Đào Kim Cúc sẽ cùng lên trên sân khấu để trao giải 3. Các bạn đã nỗ lực hết mình để có thể nhận được những phần thưởng xứng đáng với công việc mình đã tâm huyết và luyện tập trong suốt thời gian vừa qua. Lại sân khấu để cùng chụp hình lưu niệm với 6 thí sinh giành được giải 3 trong ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn bà. Vâng, và kính thưa quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã tìm ra được tất cả 16 giải thưởng dành cho 16 thí sinh đã có những năng khiếu cũng như là dành những thời gian tâm huyết của mình mang tới những tiết mục vô cùng đặc sắc cho quý vị trong ngày hôm nay. Và ngay sau đây Huyền Trang sẽ không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng tới với các thí sinh giành được giải nhì trong ngày hôm nay. Và còn những thí sinh nào chúng ta chưa nhận được phần quà cũng như là chưa nhận được giải trong ngày hôm nay ạ? Chúng tôi thấy còn rất khá là nhiều cánh tay đang giơ lên, đúng không ạ? Xin được chúc mừng thí sinh đầu tiên giành được giải nhì với số báo danh 10, Lê Lam Khanh đến từ Hà Nội. Mời bạn Lê Lam Khanh sẽ cùng lên trên sân khấu để chúng ta có thể nhận được những phần thưởng của mình trong ngày hôm nay. Và thí sinh tiếp theo đã xuất sắc giành được giải nhì trong ngày hôm nay. Xin được chúc mừng thí sinh có số báo danh 14, Trần Khôi Nguyên. Chúng ta dành cả nhìn, con hãy nhanh chóng đứng vào vị trí ở giữa này được không nào? Lại là một bạn nữ nữa ạ. Xin được chúc mừng cho thí sinh mang số báo danh 38, Lại Trà My đến từ Hà Nội. Xin được chúc mừng cho thí sinh mang số báo danh 49, Vũ Tất Thắng đến từ Hà Nội. Và ngay từ đây Huyền Trang xin phép trân trọng kính mời ban giám khảo cô Đào Thu Lê sẽ cùng lên trên sân khấu để trao tặng những phần quà cho 4 bạn thí sinh đã giành được giải nhì của chúng ta. Xin trân trọng kính mời cô ạ. Vâng, và trên sân khấu chúng tôi đây là những gương mặt vô cùng xuất sắc trong ngày hôm nay. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn 2 giải nữa, và không biết là tất cả thí sinh còn lại thì bạn nào có đủ thời gian. Chúng ta hãy cùng mang lại những tấm hình lưu niệm cùng với cô Đào Thu Lê trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Vâng, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn cô Đào Thu Lê đã cùng có dành những thời gian tâm huyết của mình để đến với chương trình. Và 2 thí sinh đạt giải nhất. Và lần này Huyền Trang đã nhận thấy một trong số những thí sinh đạt giải nhất chúng ta, đó là một thí sinh nam ạ. Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 50, Trương Đức Thuận đến từ Thanh Hóa. Xin mời Trương Đức Thuận hãy nhanh chóng tiến về sân khấu chính để chúng ta có thể nhận được phần quà trong ngày hôm nay. Chúng ta đã tìm ra được một thí sinh xuất sắc giành được giải nhất. Lần này chúng ta lại chúc mừng thêm một lần nữa cho một bạn nam có số báo danh 20, Phạm Minh Chí đến từ Hà Nội. Vâng, và ngay sau đây Huyền Trang xin phép trân trọng kính
trung tâm piano quốc gia sẽ cùng lên trên sân khấu trao hai phần quà, hai giải nhất cho hai thí sinh xuất sắc nhất chúng ta trong ngày hôm nay. Vâng, và với hai tiết mục vô cùng xuất sắc ngày hôm nay, chúng ta cũng đã tìm ra được hai chủ nhân, hai nghệ nhân tương lai của chúng ta. Các phụ huynh ở phía dưới hãy cùng nhanh chóng chuẩn bị cho mình những chiếc smartphone thật nhanh để có thể lưu lại những khoảnh khắc.